Chào bà con và các bạn, tôi đang có mặt tại trại run quế Ba Vì. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bà con và các bạn về cái giải pháp chống nóng cho luống nuôi run vào mùa hè nắng nóng như này tại miền Bắc. Ở miền Bắc vào cái mùa hè này thì thời tiết rất là nóng, đặc biệt là những cái chuồng trại mà được thiết kế nuôi bằng máy bạt, thì các bạn cần phải có giải pháp chống nóng cho run, đúng không? Run sẽ ngoi lên và bò ra ngoài, có thể nóng quá run sẽ bị chết. Đấy thì chúng tôi đang làm cái giải pháp là giải một lớp bèo lên chốc chuồng nuôi này để tạo độ mát cho run, rất hiệu quả. Vào những cái buổi trưa nắng nóng này cũng khi mà mình ra đây thì cũng thấy là rất là mát. Đấy, và con run có một cái môi trường sống rất thoải mái. Đấy. Bà con các bạn xem cái luống nuôi run đây được dài bèo lên rất là mát ạ. Tôi sẽ bới cho bà con và các bạn xem ở bên dưới này nha. Đó. Đó, đây là cái phần phía dưới rất là mát. Đó. Nó chưa mát mẻ như này thì đấy, các bạn thấy run rất là nhiều và không bị bỏ đi. Đó. 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 Thì cái cách làm này thật sự là hiệu quả các bạn ạ. Các bạn chú ý là mình sẽ giải bèo, giải một lớp bèo lên chốc như này. Đấy, sau đó thì các bạn che phủ thêm một cái tấm lưới đen lên bên trên này. Như này. Vào những cái buổi trưa nắng nóng thì các bạn nên vén những cái bạt xung quanh chuồng nuôi cho thoáng như này, để cho cái gió nó được thổi bỏ cái hơi nóng ở bên trong chuồng run. Đấy, tránh làm nóng hấp hơi. Trên đây tôi giới thiệu với các bạn về cái giải pháp chống nóng bằng bèo tây. Thì chúc bà con và các bạn nuôi run quế và ứng dụng run quế thành công trong sản xuất nông nghiệp tại gia đình nhà mình. Cảm ơn bà con và các bạn.